Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Hà Nội Đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến ngã tư Sở, một nút giao lâu đời và có mật độ giao thông phải nói là đông đúc nhất Hà Nội hiện nay. Ngã tư Sở nằm tại phía tây nam Hà Nội. Đây là giao cắt giữa quốc lộ 6 và vành đai 2. Nút giao thông này từ lâu đã có tên gọi trìu mến là ngã tư Khổ. Vào thời điểm những năm đầu thập niên 2000, khi xe máy Trung Quốc ồ ạt tràn vào Việt Nam với giá cả phải chăng, giúp nhiều gia đình có thu nhập thấp trong thành phố lần đầu có khả năng mua sắm phương tiện cơ giới để đi lại. Và hãng xe máy có thị phần lớn nhất Việt Nam cũng không chịu ngồi yên. Họ ngay lập tức cho ra mắt những sản phẩm tiêu chuẩn Nhật Bản mà giá bán lại rất cạnh tranh với xe Trung Quốc nhằm giành lại thị phần đã mất. Vậy là cuộc chiến thương mại đó đã vô hình chung làm gia tăng chóng mặt mật độ phương tiện lưu thông trên những con đường trong thành phố, vốn đã trở nên chật hẹp khi đất nước bước vào kỷ nguyên mở cửa. Nói về lĩnh vực giao thông của Hà Nội khi đó, cái tên ngã tư Sở luôn được nhắc tới nhiều nhất, với tình trạng tắc đường như cơm bữa. Khi đó nút giao rất chật hẹp, chỉ nhỏ bằng 1/6 bây giờ, mà lại phải gánh một lượng xe cộ quá lớn từ phía Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La đổ về. Có những lúc tại ngã tư kẹt cứng người và xe, không tài nào nhúc nhích nổi. Vì thế mà vào năm 2002, thành phố đã quyết định phê duyệt đầu tư mở rộng nút giao này. Trong đó sẽ xây dựng cầu vượt và hầm chui bộ hành kết hợp tại đây. Hình dạng của ngã tư Sở mà các bạn đang nhìn thấy ngày nay được hình thành từ năm 2007 với số vốn là 1.139 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản. Trong đó chi phí xây lắp là 224,5 tỷ, chi phí giải phóng mặt bằng là 748 tỷ đồng và 167,1 tỷ đồng chi phí khác. Cầu vượt ngã tư Sở có thể nói là một trong những cây cầu vượt bê tông cốt thép đầu tiên được xây dựng của thành phố Hà Nội. Và theo mình thì nó là cây cầu vượt có thẩm mỹ đẹp nhất của Hà Nội tính tới thời điểm hiện tại. Ngã tư Sở mở rộng có diện tích khoảng 7 hectare. Để mở rộng nó, người ta đã phải giải phóng mặt bằng một khối lượng nhà cửa không hề nhỏ của các phường Thịnh Quang, Khương Thượng, Khương Trung và ngã tư Sở. Sau thời điểm khánh thành vào năm 2007, ngã tư Sở trở nên thông thoáng hơn hẳn, một nút giao đồng bộ, hiện đại và thoáng đãng. Mọi thứ cứ thế bình yên trôi đi cho tới thời điểm tháng 11 năm 2020, tức là sau 13 năm được mở rộng, người ta lại nhắc tới cái tên ngã tư Khổ. Sau khi đoạn tuyến vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng tới ngã tư Sở được hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần giảm tải cho giao thông trên tuyến đường Trường Chinh. Tuy nhiên, do chưa đồng bộ toàn tuyến, vì vậy lại phát sinh điểm ùn tắc ở hai đầu nút giao là ngã tư Vọng và ngã tư Sở. Sở dĩ xuất hiện tình trạng này là do khi thông đường trên cao, phương tiện di chuyển tại đây lưu thoát nhanh về phía hai đầu, gây ùn ứ cục bộ cho hai nút giao và các tuyến đường kết nối. Mặc dù nút giao ngã tư Sở đã được tổ chức lại giao thông, cấm một chiều trực thông từ hướng Tây Sơn sang Nguyễn Trãi, biến ngã tư thành ngã ba, nhưng tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài vẫn diễn ra trong giờ cao điểm. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, các phương tiện phải nhích từng chút một trên tuyến đường Trường Chinh qua nút giao ngã tư Sở để di chuyển sang đường Láng. Không những thế, lượng phương tiện đi từ Nguyễn Trãi sang Láng cũng rất đông đúc. Vì vậy, nút giao ngã tư Sở vào giờ cao điểm luôn trong tình trạng ùn tắc. Nhiều người khá chật vật mới có thể đi qua được đây. Lượng phương tiện di chuyển ngày càng tăng, đổ dồn vào nút giao, cho nên tình trạng ùn tắc ngày càng diễn ra trầm trọng. Trong khi nút giao này đang phải chịu áp lực nhiều hơn, nhưng khả năng đáp ứng của nó thì vẫn như cũ. Việc tổ chức giao thông tại ngã tư Sở ở thời điểm này là không hề đơn giản. Hiện nay toàn tuyến đường vành đai 2 chỉ còn đoạn ngã tư Sở Cầu Giấy là chưa được đầu tư mở rộng, phải tiếp tục xây dựng kéo dài đường trên cao hiện có đến Cầu Giấy. Và muốn đồng bộ nốt đoạn cuối cùng này ít nhất cũng phải chờ từ 5 cho đến 10 năm nữa. Song nếu không có phương án tổ chức giao thông đặc thù, đây sẽ là một trong những điểm đen ùn tắc giao thông kéo dài, nhức nhối của Hà Nội trong nhiều năm tới. Vấn đề phân luồng và hướng phương tiện tại đây cũng rất nan giải và bức xúc.
Các bạn có thể thấy trên hình ảnh thì phần lớn mặt đường đã bị các phương tiện xe ô tô con cá nhân chiếm dụng, dàn hàng ngang. Nhiều chủ xe ô tô rõ ràng là đang điều khiển xe 4 bánh mà vẫn cứ mang cái thái độ và văn hóa khi lái xe 2 bánh. Vạch sơn phân làn ở đây hầu như không có tác dụng gì. Họ luồn lách, len lỏi từng mét vuông đường, lấp cho bằng kín những chỗ trống, chỉ đơn giản là để đi cho nhanh hơn được một chút. Thậm chí là cả xe buýt cũng không chịu kém phần, len cho bằng được lên phía trên, đỗ lấn hết cả phần đường của xe máy, ép toàn bộ số lượng lớn xe máy phải tràn lên vỉa hè, giành đường của người đi bộ. Ít người biết rằng tại nút giao ngã tư Sở này còn tồn tại một hạng mục khá thú vị. Đó là hệ thống hầm bộ hành quy mô lớn, hiện đại chạy ngầm bên dưới ngã tư. Đây có thể nói là hệ thống đường hầm bộ hành trong một nút giao duy nhất tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Hệ thống này bao gồm một đường hầm dài gần 500m chạy vòng quanh bên dưới nút giao và các lối lên xuống cho 4 hướng tại 4 góc ngã tư. Mỗi hướng lại có 3 cửa hầm kết hợp, trong đó cửa chính lớn dành cho người đi bộ, hai cửa còn lại là các lối dành cho xe đạp kết hợp với người đi bộ. Những cửa hầm này đều có mái che bằng tấm nhựa thông minh, che mưa nắng và lấy ánh sáng tự nhiên. Dù chỉ cách vài bậc thang, nhưng bỏ lại sự ồn ào huyên náo của phố thị, hầm bộ hành ngã tư Sở vẫn luôn thoáng đãng, mang dáng dấp trầm mặc như thế này suốt 15 năm qua. Bên trong đường hầm rất sạch sẽ và thoáng đãng, chia làm hai làn đường riêng biệt. Làn lát đá hoa dành cho người đi bộ, làn bê tông dành cho người đi xe đạp. Đến nay, mặc dù đã trải qua 15 năm vận hành, hầm ngã tư Sở vẫn giữ nguyên dáng dấp của một công trình giao thông hiện đại, văn minh. Hơn thế nữa, với những người dân sinh sống gần khu vực, từ lâu hầm bộ hành này đã như một con phố đi bộ hết sức đặc biệt. Nơi đây được ví như phố đi bộ của quận Đống Đa. Tuyến đường dài gần 500m được chia thành hai làn đường riêng biệt. Làn đá hoa dành cho người đi bộ và làn trải thảm bê tông dành cho người đi xe đạp. Hầm này cấm xe máy lưu thông. Dưới hầm có đèn chiếu sáng hoạt động tốt, sáng sủa bật suốt 24/24 giờ. Trang bị hệ thống camera 2 chiều giám sát an ninh được kết nối lên nhà điều hành nằm ở phía trên mặt ngã tư. Hầm có thùng rác đầy đủ. Dọc tuyến được trang bị tay nắm inox phục vụ người tàn tật và người cao tuổi. Vì có tới 12 cửa ra vào nên phía dưới hầm, nhà chức trách cũng đã lắp đặt hệ thống biển báo khá đầy đủ và chi tiết cho người dân tham khảo. Tại các cửa chính có cả bản đồ đường hầm để mọi người có thể hình dung về quy mô của công trình và xác định trước được hướng đi cho mình. Tuy vậy, nếu là người không giỏi định hướng, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, thì cũng khá khó khăn trong việc đi lại ở đây, rất dễ nhầm lẫn. Các biển chỉ dẫn nên hướng dẫn trực quan và chi tiết hơn nữa. Có thể thấy là không gian ở đây luôn sạch sẽ, vì lúc nào cũng có một đội công nhân vệ sinh môi trường túc trực, chăm sóc kỹ càng. Không khí thoáng đãng lại an toàn, không phải chịu bụi bặm hay nắng gắt khác hẳn với phía trên. Mình ghi hình vào tầm trưa nên hầm khá vắng vẻ, nhưng đến chiều tối, dưới hầm rất đông người dân qua lại. Có một điều khiến mình thấy hơi tiếc là khi đó các nhà thiết kế của Nhật không vẽ thêm những gian hàng có diện tích độ vài mét vuông nằm dọc hành lang của đường hầm. Như vậy sẽ kết hợp việc cho thuê mặt bằng phục vụ kinh doanh buôn bán nhỏ tại đây, tạo ra sức hút khiến người dân muốn sử dụng tiện ích này nhiều hơn. Ở các nước phát triển, mô hình này được áp dụng rất nhiều trong các đô thị. Thực tế thì hiện nay, người dân quanh khu vực đã rất quen với tiện ích công cộng này. Vào các giờ cao điểm trong ngày, mật độ giao thông phía trên rất cao. Xe cộ chạy tốc độ lớn, đan xen nhau, mới thấy được hiệu quả của đường hầm này mang lại. Đường hầm đi bộ ngã tư Sở còn là nơi người dân tập thể dục, là nơi các cụ già ngồi thư giãn nghỉ ngơi, các em nhỏ vui chơi đùa nghịch. Giữa lòng Hà Nội xô bồ, lại có một nơi lý tưởng như thế này để trốn cái ồn ào. Đúng là giữa sự bình yên và huyên náo lại chỉ cách nhau có vài bước chân các bạn.
Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn nghĩ sao về công trình này? Hãy để lại ý kiến bên dưới trong phần bình luận. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho một like, chia sẻ video và đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mình là Thế Anh của Hà Nội Đẹp. Nếu yêu thích video này, các bạn hãy nhấn đăng ký ủng hộ kênh Hà Nội Đẹp nhé.